Trung tâm em xin chào anh nha. Quay trở lại video clip của buổi chiều ngày hôm nay thì bên em đang thực hiện một video giới thiệu tới anh em một cái combo karaoke khủng long nha anh em nhé. Thì với cấu hình dàn máy này thì bên em đang sử dụng một cặp loa được mệnh danh vua mặt đất 4730X tuyển chọn. Và sở hữu cho cấu hình này thì bên em đang nện một cặp súp 4715X. Thì combo này đặt lên này cực kỳ hoành tráng và đỉnh cao. Đối với 4730X thì nó sở hữu 2 bát 40 cuối 100 và tép kèn cuối 100. Cái loa này thì đạt tỷ lệ mới trên 90% cho anh em nào đầu tư. Cực kỳ mới luôn. Và cặp súp cũng vậy. Nói chung là đồ đẹp tuyển chọn anh em nhá. Thì combo này thì chắc chắn là anh em biết rồi, phải sử dụng dàn máy công suất lớn để chơi cho nó. Thì bên em đang định thực hiện với cái dàn máy này thì sẽ sử dụng một con đẩy 4 kênh thôi. Đẩy 4 kênh của hãng DBL Tech. Con này con 4.25. Thì trình diễn cho cặp này thì tuyệt vời luôn. Còn sử dụng cái hệ thống vang số cao cấp của hãng AV Pro. Con này V9900. Một bộ mic bóng đèn cao cấp 4 bóng đèn cao cấp nha. TB800. Anh em nghe cấu hình này chắc chắn là đỉnh cao rồi. Ngày đau súng phải lạnh lùng, nắng hạ vàng rừng rừng mây trắng. Còn qua những combo thấy không? Kết hợp với MRX 515. Anh em thấy rất rõ. Người em bé bóng thật thà, nắng hạ vàng dưới phủ bờ vai, lời ai ru gió hiu buồn. Bộ này nghe đúng là hết hồn luôn. Đỉnh cao anh em nhá. Bác nào có không gian là phòng khách dạng biệt thự đấy chơi combo này có bên em thì đúng là hết thuốc. Hàng đóng đi cho anh em này. Nếu để combo này thì em yêu đánh giá sẽ là vô cùng tuyệt vời. Nghe hay, bài đẹp, độ bền cao. Đó là cửa tiền trên trăm. Tôi xin đã anh ca ơi. Dòng mau thấm đổ ruộng cây. Dòng mau đã chảy miệt mài trên đồng. Setup cho anh em nghe. Rồi, bộ này thì chắc chắn là cắm lên là hát là đã hay rồi anh em nhé. Chưa cần thử đã biết là bộ này nó quá chất lượng rồi. Bây giờ setup để căn pha chỉnh súp với phun đồng pha là ok thôi. Rất đơn giản thôi anh em nhé. Đồ chất anh em có thể nhìn qua là biết rồi.
À, và xin lỗi anh em là hôm qua có một việc là bên em yêu đi thi công lắp ráp ở dưới Hải Phòng tận nơi luôn, lắp một cấu hình karaoke mức giá trên 40 triệu, một cặp loa Marlboro 415 và đủ bộ dàn máy đánh chất cực hay cho một bác khách ở dưới đấy. Nhưng mà hai anh em đi lắp ở dưới đấy và giá thành hôm qua là căn cả kịch khung nữa để lắp ngày cuối tháng cho ông anh. Nhưng ông anh là ở nhà nghe ông hàng xóm hát bảo rất hay rồi, tuyệt vời rồi. Ông hát bài ca khúc gì nhỉ, Tổ quốc gọi tên mình, hát còn hay như đĩa luôn. Nhưng mà vợ nghe ở trên điện thoại, có nghĩa là vợ đi làm công ty nghe qua một cái camera như này, đánh giá bảo rẻ lắm. Thì đúng là chịu rồi. Giờ thẩm âm điện thoại lại còn thẩm âm nhạc lại còn qua cả camera để thẩm âm nữa, lợi sống luôn bác khách đấy. Thế là hôm qua em yêu bỏ lắp không hay trở về xin 500.000 tiền cước. Nhưng mà đúng lợi sống ông đấy thật. Nếu mà bác khách nào mà anh em nào bán âm thanh né đại ca ra không thì, vì có nhiều anh em mua loa thì lại thì cũng gọi là mua loa của mình nhưng mà lại cứ phải để thằng hàng xóm thẩm âm thì thôi chịu. Vì thực tế nói anh em phải nói chân tình là anh em là cũng như mình lấy vợ mình thôi, mình phải biết ở cái tầm mình thôi, chứ cứ sang nhà hàng xóm xong là khen chê vợ thằng vợ hàng xóm xấu thì không phải đâu anh em nhá. Và lại thẩm âm qua camera để nghe nhạc thì chịu. Vì anh em đã đi tận nơi lắp ráp thì anh em biết rồi. Mà đập đánh cặp Marlboro 415 cực hay, loa Mỹ thôi. Người ta lắp cái đôi loa tàu có 5-7 triệu đã gọi là hay nức nở rồi chứ. Lại giờ lắp đến đôi loa Mỹ hàng mấy chục triệu cả bộ, đầy đủ vang mic cái thứ. Mà lại bảo là hát nặng. À, mic phải để tầm 3-40 phân. À, xin thưa với anh em là nếu để hát ấy, karaoke ấy, những mic càng xịn nó độ thu nó bắt cật rất là tốt nhưng mà nó không thu tạp âm, nên là anh em phải để sát sát vào. Chứ còn nếu để xa quá ấy, độ thu không chuẩn anh em nhé. Nếu mà không thì khả năng lắp cái bộ mic khoảng độ như kiểu lắp mic cúng ấy, tức là mic khoảng độ 700-800 nghìn một bộ ấy, thì lại còn thu nhẹ hơn. Cái mic mà để cho anh em làm thổi kèn ở trước ấy, anh nhạc hiếu làm ấy, thì lại nhẹ hơn. Còn những cái mic xịn ấy, nói với anh em như kiểu là đến mic tầm như Sennheiser ấy, anh em cũng để phải cách xa tầm 5-10 phân nó mới thu được, mà mấy chục triệu một tay đấy. Chứ còn anh em để hơi thì đã không có, để kéo đến rốn hát thì chịu. Đấy, test này. Thôi sẽ test cái cấu hình này và cho anh em xem cái cấu trúc delivery của cái con vang này. Ui, con này đầy đủ cả giờ tia đúng không? Con này con vang cao cấp anh em nhá. À, để test cái bản nhạc đây, lên nhạc tí cho vui. Chịu bác khách đi, lại sống ba kiếp làm âm thanh này chưa gặp đối tượng nào như thế. Còn hát anh em xin thưa anh em là nó do chất giọng của từng anh em. Có như anh em hát tốt ý, thì có thể bộ vừa tiền đã hay rồi. Và hát nó làm nghe về nhạc này nó cũng theo thời điểm, có những lúc vui lúc buồn, nên là mình đã có gì dùng thôi, chứ còn thay đổi thì tốn kém thôi. Còn mình muốn làm cho anh em hay thì tư vấn chân tình, chứ không có tư vấn để trước là nó mang tiếng anh em nhá. Chú phối quánh quả này giải súp, nhìn nó biết là đánh cái súp cắt này ra là ra chất súp ngay được. Ok, bộ này này trăm hay à. We'll be right back.
mic nha để test đài bài karaoke. Còn hát hay thì nó cho chất giọng anh em nhá. Đi lên 1 2 lên lên. Để thẳng đã hay. Để mô đã hay rồi anh em nhá. Lên 1 2 5 6 7. Đi đi lên lên. Lên 1 2 5 6 7. Đi đi lên lên 1 2. Anh em để ý là khi test về mic cũng như hát ấy, thì cái góc mic để hướng vào để cho micro thu chuẩn đầy đủ bát trung tép của mic ấy, thì anh em phải để cái micro nó thẳng ra. Đi đi 1 2 5 6 7 lên lên. Còn hát 1, 2, khi cái đi đàn đi. Cao trào mình ra đi vào mic nó phải chuẩn hay 1, 2, thì 5, nó mới 6, hay được 7, chứ nhiều khi 7, ra 8, vào 9. Mic cái đoạn lên cao gần lên cao thì phải đẩy mic ra, kể cả cách cầm micro rất là quan trọng nên khi lên, hát ấy 1 2 5 6 7 lên lên để 1 2 5 6 lên lên. Tét tiếng mic mộc anh em nhá, chú tét bài karaoke đi, tét luôn đoạn, tét luôn đoạn này. Anh Hòa đã ra thử bài đi. Xuân Hòa. Đi 1 2 mình hay lắm. Ai chả hát được. Chú cứ đọc cái bộ này cũng hay, cần gì phải hát đâu mà. Đọc bộ này cũng hay thật. Còn mình có phải là ca sĩ đâu mà. Đi đi 1 2 5. Chú đọc bài em về kẻo trời mưa nhá. Nếu chiều nay không có em này. Rồi, từ. Đi 1 2 5 6 7. Đi đi. Lên đây cô các em văng đi. Đi đi. 1 okay. 2 5 6 7 lên lên. Chắc để mô. Lên. Ok. Lên 1 2 5 6 7. Đi đi. Khách mà VIP mà rộng như này thì chơi bộ này đúng không ạ? Hết thuốc anh em nhá. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng đó? Hãy nói một lời, có lẽ anh giận em. Có phải anh giận em? Chúng mic quá hay rồi. Nếu ngày mai xa cách nhau, anh chẳng nên âu sầu. Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ. Dẫu huyễn tình đầu, rất dễ chia lìa nhau, dễ chỉ vào trong bể sâu. Okay. Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trắng lên cao, tiếc ta sẽ mối duyên đầu, kế tình đôi ta bên đâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng bấy nhiêu. Nếu tình đôi ta dở dang, anh say xem như là một giấc ngủ chiêm bao, mãi sau cùng quên hết đôi hướng cuộc đời, có lẽ không gặp nhau anh về hiểu chơi mưa. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau anh về hiểu chơi mưa. Cảm ơn ca sĩ Duy Quyết nhá. Hay lắm, bộ đúng đạo này thật. Tiếng mic dài mà. Tất cả các dòng loại, nếu nói 4733X, em vẫn kết nhất cái tiếng mic nó đậm đà mà chất nhạc nó dày. Đi đi. Tiếng mic 1, 2, 5, 6, 7, lên. Anh em ơi, cũng như
như độ uy lực mạnh mẽ của nó. Lên. Ít dòng ăn được nó lắm. Từ tròn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu nhắc nhớ em thêm, nhớ từng nụ cười anh mắt, nhớ lời ngọt ngào yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng một thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Hiếm gặp được cái combo đồng bộ như này anh em nhá. Em ơi, lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện cho đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi, đừng bao giờ nó chia lìa, sẽ làm tội nghiệp mạnh lắm, đã thương nhau chớ vô tình nhau.